máy phay phòng âm Tinsy ba đầu được các chủ loại khắc gỗ yêu thích và tin dùng bởi tính năng ưu việt và dễ sử dụng của nó. Và xin chào tất cả mọi người, và mình là Mẫn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người con máy phay phòng âm Tinsy ba đầu STC1533 đến từ thương hiệu xe mắt của Quốc Duy tại một xưởng nội thất ở Đồng Nai. Với thiết kế ba đầu có thể gia công ba phôi cùng lúc, giúp gia công nhanh chóng và chính xác nhiều loại mộng âm khác nhau như mộng oval, mộng vuông, mộng chữ nhật. Hai bàn làm việc độc lập có thể gia công hai loại mộng khác nhau, nâng cao hiệu suất làm việc. Hệ thống kẹp phôi bằng khí nén, thiết bị giữ phôi ổn định mang lại độ chính xác cao. Hành trình di chuyển trục XYZ bằng motor server đảm bảo độ chính xác cao trong từng chi tiết gia công, giúp người vận hành dễ dàng thao tác và vận hành máy ngay cả khi không có nhiều kinh nghiệm. Tốc độ quay của trục chính lớn giúp quay sản phẩm đẹp tinh xảo. Cơ cấu dẫn động và sử dụng rít me mang lại độ chính xác cao. Khung máy chắc chắn tạo độ ổn định khi gia công. Đa dạng các chức năng và nhiều ưu điểm vượt trội, máy phay mộng âm STC1533 là sự lựa chọn phù hợp cho các xưởng sản xuất nội thất vừa và lớn muốn chuyển đổi công nghệ, tinh gọn quy trình sản xuất và nâng cao năng suất.